Thưa quý vị và các bạn, hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước từ đầu năm đến nay được tỉnh quan tâm đẩy mạnh. Đến thời điểm này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 5.663 tỷ đồng. Đối với thu hút đầu tư nước ngoài, đến thời điểm hiện tại tỉnh Lào Cai có 28 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 685,818 triệu đô la Mỹ. Trong tháng 10, tỉnh đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 34 doanh nghiệp và một đơn vị trực thuộc tổng vốn đăng ký đạt 243 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 548 doanh nghiệp và 46 đơn vị trực thuộc, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt 5.289 tỷ đồng.